Một phiên giao dịch thật là chán nản, một phiên giao dịch thật là thất vọng. Khi hôm qua thị trường chúng ta đã rút chân lên rất mạnh thì hôm nay nó lại quay đầu và nó rớt xuống, gần như là xem bằng số điểm ngày hôm qua. Và cái tỷ lệ ở đây thị trường chúng ta chuẩn bị lũng 1240 để chạy hẳn về 1200 như cái dự báo của Quang với thị trường này cách đây 2 tuần, 3 tuần là sắp diễn ra rồi. Thì ở đây chúng ta cần phải làm gì? Ở đây vào ngày mai chuẩn bị có một cái bước ngoặt rất lớn diễn ra thì chúng ta cần phải hành động như thế nào? Thì trong hôm nay, trong cái bản tin tối này, bản tin tối vào ngày 12 tháng 1, tháng 11 này, Quang sẽ chia sẻ với anh chị về cái góc nhìn của hệ thống bên mình theo phương pháp phân tích kỹ thuật kết hợp VSA và cung cầu tâm lý hành vi để chúng ta có thể đưa ra những cái hành động cho nó hợp lý và cho nó phù hợp trong cái giai đoạn thị trường này. Một cái giai đoạn là gì? Phải nói là tuyệt vọng, thất vọng và không còn gì để nói về nó nữa. Hôm qua rút chân rất là nhiều, hôm nay nó lại rơi tiếp qua cái nội dung video bản tin bước ngoặt quan trọng sắp mạnh hoặc 1300 chuẩn bị hành động. Rồi thì đầu tiên, nếu anh chị mình coi kênh nhà Wasino của Quang hàng ngày, nếu anh chị mình chưa đăng ký kênh, anh chị nhớ đăng ký kênh. Nếu anh chị thấy cái phương pháp phân tích VSA kết hợp phân tích cung cầu tâm lý kỹ thuật hành vi này nó phù hợp với cái phong cách đầu tư của anh chị và anh chị thấy đầu tư có thể kiếm được tiền, đầu tư có thể né được những cú sập lớn thì chị có thể cân nhắc chuyển về đồng hành với bên Quang, giống như những gì Quang đã nói với anh chị trong thời gian vừa qua. Ví dụ từ 1300 trở xuống, ví dụ là bước ngoặt là đây, bước ngoặt chiều đạp, bước ngoặt nè anh chị thấy không, cách đây là 3 tuần Quang đã cảnh báo với anh chị rất là nhiều. Xanh vỏ đỏ lòng là từ những cái lúc nào? Là từ tuốt ở những khúc trên đây, đúng không? Thì bây giờ ở đây vào cái ngày 12 tháng 11 Quang sẽ tiếp tục đưa đến chị một cái bước ngoặt nữa, một cái bước ngoặt rất là quan trọng để đưa cái thị trường mình hoặc là sập mạnh hoặc là về 1300 và chúng ta phải sẵn sàng. Rồi thì cái đó là cái gì thì bây giờ Quang sẽ chia sẻ với anh chị. Còn nếu chị muốn chuyển về bên Quang, anh chị cứ nhắn tin ngay với trợ lý Như Hảo, trợ lý Trúc Vy nha. Rồi thì hôm nay chị thấy như thế nào? Đó là ngày hôm qua thị trường chúng ta nó rút chân lên rất là mạnh, đặc biệt là gì? Đặc biệt là cổ phiếu CTG, lưu ý nha. Đặc biệt là con CTG hôm qua có những lúc là nó âm 3,3% tại cây này và hôm nay anh chị thấy nó quay đầu xuống, nó giảm tiếp đúng không? Hôm nay nó tiếp tục quay xuống và nó giảm 1,2%. Trong phiên có những lúc nó giảm lên bao nhiêu? Nó giảm lên là 1,5 thậm chí là 2%. Tương tự thì chúng ta có cổ phiếu STB, hôm nay nó cũng tiếp tục nó dí xuống, có những lúc là nó âm 1,5%. Là hai con này. Tiếp tục chúng ta có con gì? Tiếp tục chúng ta cũng có con MBB, hôm nay quyết một quay đầu giảm. Hôm qua hình như con này cũng giảm hơn 2%, đúng không anh chị? Giảm hơn 2% và hôm nay nó làm gì? Hôm nay nó quay đầu và giảm tiếp. Ở ngành chứng khoán chúng ta có gì? Ở ngành chứng khoán chúng ta có SSI, hôm qua giảm rất mạnh, hôm nay hồi lên cuối giờ hàm chiếu. Chúng ta có HCM, hôm qua làm gì? Hôm qua cũng giảm rất mạnh hơn 3%, hôm nay hồi lên cuối giờ da đỏ. Còn cảm giác rất tiêu cực, VSI có những lúc tăng gần 3% mà cuối giờ sao? Cuối giờ hàm chiếu. Ở ngành dầu khí chúng ta thậm chí có con BVD đánh lũng nền. Đây, BVD đánh lũng nền và lũng hết tất cả hỗ trợ. Ở ngành bán lẻ chúng ta có gì? Ở ngành bán lẻ chúng ta có MWG âm tận 3,5%. Nói thiệt với anh chị là rơi liên tục không phanh luôn, đúng không? Rơi liên tục không phanh luôn. Bên cái ngành công nghệ thì chúng ta cũng có FPT, đúng không? FPT hôm qua tăng mạnh, hôm nay quay đầu giảm. Masan hôm qua cũng lên mạnh, hôm nay quay đầu lại, đúng cái cây hôm qua tăng luôn. Thì anh chị thấy nãy giờ Quang liệt kê với anh chị là những cái gì? Thì hiện tại Quang đang liệt kê với anh chị là những cái điều rất xấu của thị trường chúng ta vào ngày hôm nay, đúng không? Những cái điều mà chúng ta nhìn vào chúng ta rất là tuyệt vọng với cái việc là thị trường này ngày mai nó sập chắc rồi. Thị trường này ngày mai nó tan nát hết rồi, đúng không? Thì qua nói với anh chị rồi, cái thị trường này thật ra trong 3 phiên vừa qua chúng ta đều có cái cảm giác này. 3 phiên vừa qua là ở đâu? Là bữa thứ 6 tuần trước, khi mà chúng ta kỳ vọng là trước đó ông Donald Trump lên thì sao? Thì thị trường mình sẽ bùng nổ và vượt lên, đi lên mạnh, đúng không? Bùng nổ vượt lên, đi lên mạnh. Sau đó tiếp tục tới ngày thứ 6 thì hàng về nó quay đầu, nó giảm hẳn 7 điểm là thấy bắt đầu toan toan rồi. Qua tiếp tục qua bữa thứ 2 thì giảm rất mạnh, xuống bao nhiêu? Xuống 1241 và rút chân lại. Hôm qua chúng ta có con gì? Hôm qua chúng ta có con STB gần nằm sàn này, đúng không? Có STB gần nằm sàn là chúng ta tuyệt vọng dữ lắm rồi. Thì anh chị có thể coi cái bản tin tối của Quang nè, ở đây cái tiêu đề Quang có ghi với anh chị nè. Ví dụ 22 giờ trước nè, tuyệt vọng tức giận nè, đúng không? Thì tuyệt vọng tức giận nè, cám dỗ rồi tiêu cực nè. Anh chị thấy là hai cái video này nè, là hai cái video đi với là gì? Hai cái phiên giao dịch gần đây nhất của chúng ta nè, hai phiên này là rất là chán nản, rất là ức chế. Thì hôm nay nó cũng giống như vậy. Như qua nói với anh chị nha, hôm nay thật ra anh chị mình thấy chán nản đúng không? Anh chị mình thấy thất vọng về thị trường lắm đúng không? Anh chị thấy là thị trường này không còn hy vọng gì nữa đúng không? Nhưng thật ra hôm nay anh chị có thấy là hôm nay thị trường mình nó rơi 5 điểm nhưng cổ phiếu nó rơi ít hơn ngày hôm qua.
Thật sự cái này anh hứa thiệt với anh chị có cảm giác điều đó không? Thì hôm nay qua cũng có chia sẻ ngay với khách hàng trong nhóm VIP bên mình trong buổi chiều, quá là qua nói với anh chị là gì? Ở đây anh chị thấy tiêu cực không? Ở đây anh chị thấy chán nản không? Anh chị thấy thị trường nó đã phủ định lại cái cây rút chân vào ngày hôm qua, đúng không? Hôm qua nó là 1241 rút chân lên, hôm nay nó về bà nó 1244 rồi, đúng không? Sát bên có 3 điểm nữa thôi là nó đụng lấy, đúng không? Thì đúng là nó rất tiêu cực. Nhưng thật ra nếu anh chị nhìn kỹ nha, các cái cổ phiếu của anh chị hôm nay nếu trừ BVD và MWG ra, thì anh chị nhìn lại các cổ phiếu anh chị thật ra nó có rơi hơn không? Ví dụ anh chị nhìn coi STB ở đây đi, anh chị nhìn ở chỗ này nè, anh chị thấy hai cây này đúng không? Anh chị thấy hai cây này nó giống vậy không anh chị? Nè, quay zoom ra cho anh chị mình coi nè, đúng không? Bây giờ trong phiên thì mình sẽ thấy rất là sợ, trong phiên thì mình sẽ thấy rất là tiêu cực. Nhưng anh chị thấy nha, cây là cây nạp sàn đúng không? Sau đó bữa sau có hành khoản bán lớn nè, bữa sau nó cũng có cây rung lắc mạnh nè anh chị không? Nhưng cũng hành khoản lớn mà nó có rơi đâu, đúng không? Vậy hôm nay anh chị nhìn lại, anh chị kẻ cái hỗ trợ ngang đi. Thì anh chị thấy bữa trước cũng bán rất lớn nè, có những lúc âm 6%. Hôm nay trong phiên cũng có những lúc rơi rất lớn. Vậy mà bây giờ kết quả lại chị nhìn lại thử coi, cổ phiếu nó có rơi không? Cổ phiếu đâu rơi đâu, đúng không anh chị? Và ngày mai cái hàng này về, lưu ý nha, ngày mai cái hàng này về. Tiếp tục chúng ta nhìn qua con CTG nha. Trong phiên có những lúc anh chị thấy những cái lệnh bán rất lớn, nhưng thật ra nếu anh chị nhìn kỹ, hôm qua con này giao dịch 16 triệu cổ phiếu và hôm nay nó giao dịch bao nhiêu? Hôm nay nó chỉ giao dịch có 3 triệu cổ phiếu thôi. Và nếu anh chị nhìn lệnh trong phiên là cái nó đánh lừa anh chị rất là hay. Đó là gì? Đó là anh chị gõ thử con CTG đi. Anh chị thấy trong phiên nó có những cái lệnh bán rất là ghê. Mười mấy ngàn nè, 20 ngàn nè, 10 ngàn nè. Nhìn nó rất là ghê đúng không? Nhìn nó rất là gì rung rợn đúng không? Nè, bán 20 ngàn, bán 10 ngàn, bán 10 ngàn, anh chị thấy bán ghê không? Nhưng mà anh chị thấy rõ ràng là gì? 92 ngàn lệnh bán của con CTG nè anh chị không? Bán ra rất là mạnh đúng không nè, anh chị nhìn ở cái lệnh ngay đây anh chị thấy nè, bán rất là mạnh con CTR ra. Nhưng mà anh chị nhìn kỹ lại đi, đó là tổng cái khối lượng ra giao dịch của nó chỉ có 3 triệu cổ phiếu thôi. Lưu ý nha, chỉ có 3 triệu cổ phiếu thôi và nó không hề lũng đáy. Lưu ý nha, nó không hề lũng cái đáy này. Vậy anh chị có thấy hôm qua quan trong live stream có nói với chị á, cái cây ngày hôm nay kiểu gì nó cũng rơi nữa đúng không? Tại vì nó rút chân mạnh là rơi tiếp và nó giống cây này không? Nè anh chị thấy chỗ này không? Rút chân mạnh nè, sau đó nó làm gì? Nó cũng rơi tiếp đúng không? Nó cũng rơi tiếp, nhưng mà nó có rơi không? Thật ra đâu rơi đúng không? Thật ra nó không rơi và nó lại gì? Nó lại rút chân nhẹ nhẹ cứu giờ. Và bây giờ chị nhìn lại con này có gãy không? Con này đâu gãy đâu. Và ngày mai hàng cây này về đúng không? Tiếp tục anh chị nhìn một con ngân hàng khác, bây giờ anh chị nhìn vào chị thấy nó ngon ngon nha, đó là con ACB. Thậm chí hôm nay đóng nến màu xanh luôn nè anh chị không? Rõ ràng anh chị thấy là 3-4 phiên vừa qua, đặc biệt là 3 phiên vừa qua, cây này đóng cửa nhiều 24.9, cây này đóng cửa nhiều 24.85, cây này đóng cửa nhiều 24.85. và anh chị thấy con này nó có rơi liên tục trong 3 phiên không? Không, 3 phiên vừa qua nó không hề rơi và nó cũng không hề lũng hỗ trợ đúng không? Anh chị thấy rõ ràng là gì? Khi chúng ta rất tiêu cực, chúng ta rất sợ cổ thị trường này, cổ phiếu này nó sập, thật ra anh chị thấy cổ phiếu nó có rơi đâu đúng không? Anh chị nhìn vào đây chị sẽ thấy được cái điều đó. Thì đây là cái đặc điểm và nói với anh chị là gì? Là chúng ta phải bình tĩnh lại, chúng ta phải hít thở thì chúng ta mới thấy được là gì? Là thật ra hôm nay thị trường mình rất tiêu cực nhưng cổ phiếu của chúng ta nó không rơi nhiều bằng ngày hôm qua. À, tiếp tục anh chị nhìn con gì? Anh chị nhìn con VPBank đi. Anh chị thấy con VPBank nè, anh chị thấy không? Liên tục rơi, nhưng anh chị coi thử giúp anh nha. Hôm nay nó rơi với cái khối lượng bằng bao nhiêu? Bằng chỉ bằng 1/2 ngày hôm trước thôi đúng không? Đây cây này là 28 triệu cổ phiếu. Vậy cây phía sau nó là nhiêu? Có 15 triệu cổ phiếu thôi đúng không? Là hôm nay nè, coi có 15 triệu cổ phiếu và rất nhiều lần nó hụt mất giá 19 đúng không? Vậy câu hỏi đặt ra, thật ra hôm qua anh chị bắt giá hấp nhất của con VPBank là giá 18.95, anh chị bắt 19 luôn cũng được, 19.1 luôn cũng được. Hôm nay chị có lỗ không? Thật ra hôm nay anh chị chịu hòa vốn, anh chị đâu có lỗ đâu, đúng không? Tức là nhìn anh chị nhìn cổ phiếu á, nó tiêu cực, nó rất là xấu, nhưng anh chị nhìn kỹ lại, thật ra nó không hề rơi thêm, đúng không? Thật ra nó không hề rớt mạnh nữa, mà nó gì? Nó vẫn quanh đây. Rõ ràng hôm qua là gì? Là từ cái giá ngay chỗ này nè, mà nó cắm hẳn xuống đây là con này âm bao nhiêu phần trăm? Là con này âm tới 2.9%, đúng không? Vậy mà hôm nay con này nó sao? Nó đâu rơi thêm đâu, nó không lũng cây hôm qua. Nhưng mà chúng ta nhìn là gì? Chúng ta thấy trạng thái rất tiêu cực, rất ức chế. Rồi chị nhìn một con ngân hàng khác hôm qua đóng cửa giảm 3%, đó là con MSB. Vậy rõ ràng cái hỗ trợ nằm đâu? Đây là hỗ trợ này anh chị không? 11.4. Vậy tại sao hôm nay con này không rơi tiếp, đúng không? Anh chị thấy nè, đây cũng là cây bán tháo mạnh, đây cũng là một cây hồi nhẹ, sau đó bữa sau kéo đó đúng không? Hôm nay chị thấy nè, đây là cây bán tháo mạnh 3%. Vậy tại sao hôm nay nó không rơi mà nó lại đỡ lại, đúng không chị? Anh chị thấy có đặc điểm này không? Và cái cây của cái con, ví dụ anh chị nhìn con CTG anh chị thấy, hay là STB anh chị thấy giống chỗ này không?
Nói chung á, thì quan cảm giác với anh chị ở đây là gì? Ở cái chỗ này nè, nếu mà chúng ta phân tích theo cái hướng tích cực á, là anh chị sẽ thấy một cái điều là gì? Là anh chị sẽ thấy một cái điều á là hôm nay nó rất là tiêu cực, hôm nay nó rất là xấu, đúng không? Nhưng mà thật ra thị trường mình nó gì, cái thị trường cái chỉ số á thì nó rơi do nó đè con MWG, nó đè con gì? Nó đè con BVD, tạo ra cái cảm giác tiêu cực lan rộng trên trên toàn bộ cái thị trường. Nhưng nếu anh chị nhìn kỹ lại thì các cái cổ phiếu bên trong ngày hôm nay nó có rơi mạnh không? Anh chị nhìn tiếp bất động sản nha, qua cho anh chị mình coi bất động sản đất xanh nè. Anh chị thấy con đất xanh thật ra nó không hề đi qua cái phạm vi giảm của ngày hôm qua, đúng không? Ở chỗ này nè, thì chỗ này tại sao qua nói với anh chị là một bước ngoặt, chứ không phải là lên hẳn 1.300 luôn, mà mình nói với anh chị là một cái bước ngoặt. Vì sao? Vì cái chỗ này là cái chỗ khá là quan trọng trong cái việc là ngày mai hàng về, ngày mai hàng về của cái cây bán tháo này, đúng không? Ngày mai hàng về của cái cây bán tháo này, đó, cây bán tháo này, đó, ngày mai hàng về của cây bán tháo này. Vậy cái bước ngoặt nó ở đây là gì? Thì ở đây nó sẽ liên quan tới cái việc là tổ chức cá mập đã gom lại đủ hàng chưa? Tổ chức cá mập đã có hàng trên thị trường này chưa? Vì sao? Vì rõ ràng trong 3 phiên vừa rồi chúng ta đều đã phân tích là gì? Chúng ta đều đã phân tích là thị trường này rất tiêu cực, thị trường này rất xấu, thị trường này không ok, đúng không? Là chị mình nghe hệ thống của bên Quang là chị đều biết là ở đâu, là trên cái thị trường này nè, trên cái giai đoạn thị trường này tăng mạnh thì bên mình mua ok, đúng không? Nhưng tại cái bước ngoặt này thì cái bước ngoặt hôm bữa đây, video này nè, đây cho anh chị mình lại coi nè, là bước ngoặt video này nè, à, đây là video đám cưới của bên Quang, của Quang nha. Ở đây anh chị thấy nè, bước ngoặt này cách đây 3 tuần nè, chuẩn bị sẵn sàng, đúng không? Bước ngoặt lớn sáng kéo chiều đạp là video vào ngày 20 tháng 10 á, 20 tháng 10 đây nè. Rồi thì tại sao? Thì trên đây nè, khi cái bước ngoặt lớn diễn ra ở trên đây là gì? Là lúc đó mà cũng phân tích diễn giải với anh chị rất nhiều về những cái yếu tố trên. Nhưng mình nói với chị là gì? Nó sẽ liên quan tới cái việc là tổ chức cá mập và lái nó sẽ quyết định như thế nào. Và ngay trong bữa hướng 2, khi nó quyết định là gì? Sập là chúng ta phải quăng dép chúng ta chay, nó không? Chúng ta phải rút lui, chúng ta phải tháo chạy khỏi thị trường. Thì ở dưới đây cũng vậy, khi chúng ta phân tích là gì? Khi chúng ta phân tích tại đây là có thể tạo đáy rồi, khi chúng ta quá tức giận, khi chúng ta quá ức chế, khi chúng ta quá bực mình, thì trong những phiên vừa qua hệ thống Minh Quang đã bắt đầu giải ngân lại cộng khoảng là một phần hàng, là hấp dò vị thế lại, đeo qua cho anh chị mình coi. Tại bây giờ là xong rồi, bây giờ chúng ta chỉ ngồi chờ thôi. Đó, chị không có lời nhẹ cũng có lỗ nhẹ, đầy đủ hết nè, qua cho anh chị mình coi ha. VCID thì mình lời nhẹ, hôm nay thật ra là lời lớn luôn á, nhưng mà thành ra lời nhẹ, đúng không? ACB cũng lời nhẹ nè, Masan hay là DGC đồ, mấy con này có con lỗ nhẹ 1%, có con lời nhẹ, đúng không? Có đầy đủ ở đây anh chị thấy không? Là bên mình đã sẵn sàng cái danh mục là gì? Là tại cái vùng này nè, khi nhà đầu tư chúng ta quá tiêu cực thì mình lên video mình nói với anh chị là gì? Khi anh chị tiêu cực quá, khi anh chị chịu hết nổi, là mình suy luận tại đây khả năng anh chị mình chịu hết nổi, anh chị chửi hết mức rồi, không? Anh chị tuyệt vọng quá mức rồi, thì anh chị muốn hót hàng ra. Khi mà cái mỏ neo tâm lý của cái lòng tin chúng ta là gì? Là STB bán tháo và đè mạnh, STB bán tháo và đè mạnh 5-6%. CTG làm gì? CTG âm bao nhiêu? CTG là âm 3%, đúng không? Hôm thứ 6 là đã rơi tiếp rồi nè, bắt đầu rơi nè. Hôm qua là đỉnh cao trào rơi. Và con HCM hôm qua âm 3%, đúng không? Thì những cái lúc đó đó, bên mình đi nhặt hàng, bên mình đi gom hàng. Đương nhiên không phải gom mấy con này, là mình gom những cái con anh chị có thể coi. Bây giờ qua cho anh chị coi luôn, tại vì ngày mai sẽ quyết định rồi. Ngày mai là những cái hàng này về hết, chỉ có những cái con mới mua dưới đây là hôm nay duy nhất cái con DGC mới mua thôi, là hàng chưa về, còn lại thì hàng ngày mai sẽ về đầy đủ hết. Hiện tại là từ số mấy, từ số 7 trở lên nè, là hàng về hết rồi, đúng không? Là một là hòa, hai là lãi nhẹ, là bên mình đã chuẩn bị sẵn toàn bộ hết. Nếu trường hợp ở đây giống như Quang nãy giờ phân tích với anh chị em, là tại đây khi anh chị mình tuyệt vọng quá rồi, khi anh chị mình thất vọng với cái thị trường này quá mức rồi, anh chị mình quyết định anh chị đã bán ra và anh chị cầm tiền. Ví dụ anh chị coi tự danh nó sót, nó sọt quá nhiều chẳng hạn, đúng không? Anh chị coi tỷ giá nó lên cao, thì nói chung là mọi thứ bây giờ đã đều thể hiện ở đây là quá xấu. Thì khi mọi thứ thể hiện quá xấu, chúng ta thấy tiêu cực quá mức, thì chúng ta sẽ không tự tin nữa, đúng không? Chúng ta sẽ không hy vọng nữa. Giống như ở đây nè, khi ông Trump lên thì thị trường mình nó kéo mạnh lại, thì anh chị mình hô thị trường quá ngon, thị trường ok. Đợt trước khi thị trường nó hồi lên đây mạnh nè, anh chị thấy không? Anh chị cũng lên đây nổi quan là gì? Thị trường này rất ngon, thị trường này rất ok, đúng không? Thì lúc đó mình nói với anh chị là gì? Khi chúng ta hay ok, khi chúng ta hay ngon và chúng ta giữ hàng, thì chắc chắn tổ chức nó không mua lại được. Và khi tổ chức nó không mua lại được thì sao? Thì nó sẽ rơi lại, đúng không? Thì nó sẽ rơi lại, và lúc đó thì chúng ta mới làm gì? Chúng ta mới tiền bọc, chúng ta mới cắt lỗ cổ phiếu đi ra, chúng ta mới hốt hàng. Và cái hàng ở đâu? Không phải cái hàng ở đây, không phải cái hàng mới mua này, đúng không? Chắc chắn rồi, cái hàng mới mua này có lỗ bao nhiêu đâu, cao lắm có 100% thôi, đúng không? Thì chúng ta lỗ ở đâu? Chúng ta lỗ ở trên đây, là những anh chị mình kẹt lớn ở trên đây nè. Ví dụ anh chị thấy con HCM,
anh chị mình kẹt lớn nằm trên đây. Đó, ví dụ như vậy thì anh chị chán nản quá, anh chị hốt hàng. Ví dụ anh chị cầm CTG ở đâu? Anh chị cầm CTG ở đây nè. Khi nó hồi lên chắc chắn anh chị không bán, đúng không? Quan nói với anh chị hồi lên 36 bán đi. Đợt trước xuống đây qua kêu anh chị ai mà chưa bán thì nó lên đây chị bán luôn đi. Đợt là mình hốt hàng ngay đây nè. Xong nó hồi lên trên đây luôn, đúng không? Thì nó hồi lên trên đây nè anh chị không? Thì chị có bán không? Không bán, đúng không? Thì khi anh chị không bán thì nó rơi lại, anh chị mới nản, anh chị mới hốt hàng, đúng không? Thì những cái điểm này nè thì mình suy luận ngược như vậy, và mình cho hệ thống bên mình sẵn sàng một lượng hàng. Khi nhà đầu tư chúng ta chán nản quá thì chúng ta đi vào. Nhưng qua dẫn nói với anh chị là gì? Tại sao bây giờ mình show với anh chị? Vì nãy giờ mình phân tích với anh chị là gì? Là ngày mai là ngày T cộng 3, T cộng 2.5 chứ. À, T cộng 2.5 của cái phiên ngày hôm kia là thứ hai hàng về. Của cái cây gì? CTG âm 3.5%. Của cái cây gì? Của cái cây STB âm 5%, đúng không? Vậy thì cái quyết định sập hay không sập, chúng ta sẽ nhìn qua thị trường, chúng ta thấy một điều, đó là thị trường chúng ta nó đã áp sát xuống cái vùng bao nhiêu? 1244 một lần nữa, và rất là tuyệt vọng, rất là ức chế, đúng không? Thì ở đây nó sẽ liên quan tới cái sự quyết định của tổ chức và cá mập là gì? Là tại đây sập về 1200, sập về 1200, hay là ở đây bất ngờ bật lại và kéo hẳn lên 1300. Vì sao anh chị biết không? Vì nãy giờ qua phân tích với anh chị á, anh chị tuyệt vọng không? Anh chị thất vọng không? Anh chị chán nản không? Và nhất là cái ngày hôm nay là cái ngày tuyệt vọng nhất, dù ngày hôm nay là cái ngày giảm nhẹ nhất, đúng không? Anh chị thấy nè, các cái cổ phiếu trên đây anh chị nhìn lại đi, thật ra nó giảm rất nhẹ. Ngày hôm qua giảm thế nào? Ngày hôm qua giảm rất nặng, đúng không? Ngày hôm qua như cái con như đất xanh này nhìn muốn bán nhà luôn, đúng không? Nhìn muốn bán nhà rồi gì nữa? Rồi những cái con như là gì? Những cái con như là ở đây ví dụ như là STB này nhìn muốn bán nhà luôn, đúng không? Nhìn muốn bán nhà luôn, đúng không? Thì chúng ta không, chúng ta cũng sợ, nhưng mà chúng ta không sợ bằng ngày hôm nay. Nó giảm tí xíu à, mà chúng ta sợ gấp đôi với cái hành khoản gì? Với cái hành khoản rất bé chứ không phải hành khoản lớn nữa. Anh chị nhìn CTG là rõ nhất. Đó, anh chị nhìn vào con CTG rõ nhất nè. Đó, anh chị thấy không? Rõ nhất luôn. Là gì? Là hành khoản cực kỳ bé luôn. Và anh chị nhìn thêm một cái điểm nữa đây nè. Anh chị mở lên cái đồ thị phái sinh nha. Đồ thị phái sinh đây là đồ thị phái sinh chặt 5 phút nha. Thì anh chị thấy nha, đây là cái điểm thứ ba qua nói với anh chị chuẩn bị nè. Đó, chị thấy từ trên đây xuống đây là cái ngày hôm nay nó rơi không? Và cái ngày hôm nay nó rơi, anh chị biết nó rơi bao nhiêu điểm á? Nó rơi từ trên đây xuống là nó rơi 21 điểm. Nếu mà tính từ cái đỉnh nha, mà rơi xuống đây của cái đồ thị phái sinh là rơi 21 điểm. Mà tại sao cổ phiếu anh chị chỉ giảm nhẹ có không phải mấy phần trăm thôi, đúng không? Có 1% thôi. Đó. Tiếp tục anh chị nhìn cho quan cái chạc 4 giờ của phái sinh đi. Thì chị thấy nè, chạc 4 giờ, ví dụ chị mở chạc 4 giờ đi, thì nó liên tục đạp xuống đây và nó rút chân lên, đúng không? Với hành khoản đang rất là bùng nổ lớn. Rất là bùng nổ lớn. Và anh chị nhìn thử quá khứ đi, những chỗ nào bùng nổ lớn thì sao? Những chỗ bùng nổ lớn thì những chỗ tạo đáy, đúng không? Tiếp tục anh chị thử nhìn chặt 1 giờ đi. Anh chị thấy nè, trong 1 giờ vừa qua, tức là chặt 1 giờ thôi nha. Anh chị thấy cái đồ thị phái sinh đây là gì? Đây là đáy giảm dần, đúng không? Và đây anh chị thấy là đồ thị, đây là đáy cao dần của cái gì? RSI. Đó, RSI. Và ở đây liên tục có những cái lệnh bùng nổ xuống để kỳ vọng thị trường mình sập á, mà đâu sập đâu, đúng không? Thì đây là những cái gì? Những cái yếu tố tích cực. Nãy giờ mình nói với anh chị đa phần là yếu tố tích cực không, đúng không? Nhưng có một cái điểm là gì? Đó là thị trường mình nó đang nằm ở cái điểm này, đúng không? Nó đang nằm ở cái điểm này nè. Là cái điểm gì? Cái điểm 1240. Thì mất 1240 thì sao? Thì giống như cái này nè, cái video này bữa qua chia sẻ với anh chị là gì? Đâu rồi nhỉ? Cái video là tiến về 1200 đâu rồi? Đây, khi người khác không dám hôn 1200, đợt quan hôn với anh chị 1200 đó, để kêu anh chị mình đừng có mua cổ phiếu, anh chị nhớ không? Là chỗ nào nha? Đây, cái video đó hình như là sờ đây nè, có thể về 1200 cách đây 11 ngày nè. Tính ra nha, mình làm video đó lên mà có nhiều anh chị bất ngờ luôn, anh chị nghĩ sao thị trường này về được 1200, đúng không? Anh chị biết cách đây 11 ngày là chúng ta nằm đâu? Chúng ta nằm đây nè, đúng không? Nhà tư chúng ta đâu có sợ về 1200 đâu, kết quả giờ sợ về 1200 quá trời, đúng không? Anh chị coi cái sự kiện phát trực tiếp nè, cách đây là bao nhiêu cũng là nè, có sập về 1200 không nè, Quang cũng nói với anh chị trên sự kiện phát trực tiếp rất là kỹ đó, đúng không? Đó thì nói chung là từ trước rồi chứ không phải là bây giờ mình mới nói với anh chị như vậy, đúng không? Thì ở đây nè, 1240 rất quan trọng, nếu mất cái là về 1200 thiệt luôn, đúng không? Thì cái chỗ này nó sẽ liên quan tới gì? Ngày mai là cái ngày hàng về, ngày hàng về. Vậy thì cái quyết định ở đây là ở tổ chức và cá mập thôi. À, ở tổ chức và gì? Ở những nhà đầu tư lớn thôi. Nếu ngày mai sập thì tự động thôi. Những cái con này hàng về á, là những nhà đầu tư kẹt trong đây hiện tại là đang bắt đáy, đúng không? Hiện tại là đang có một ít hàng trong đây, đúng không? Thì có phải ngày mai nếu nó đạp xuống thì nó sẽ phải sử dụng cái hàng của nó đang có sẵn để nó đạp ra thêm, chứ không phải là nó làm gì, không phải là nó lấy chúng ta làm sức mạnh để đạp. Vì sao? Vì anh chị biết là bây giờ anh chị có dám giao dịch không? Anh chị biết là bây giờ anh chị dám mua bán không, đúng không? Bản thân anh chị ở đây anh chị có dám mua bán không? Bản thân ở đây anh chị có dám giữ hàng nhiều không? Thậm chí là rất là nhiều nơi bây giờ mới bắt đầu hold clear sạch tài khoản, đúng không? Rất nhiều nơi bây giờ bắt đầu là hold không giữ cổ phiếu nữa, hot khách hàng đi, hot khách hàng đi, đúng không? Vậy thì bây giờ ở đây cái quyết định của nó là gì? Ở đây nè,
nó phải là cái người đạp xuống, nó phải đem hàng của nó ra để nó bán tháo, để cái con STB này ví dụ mất 33 đi, thì tự động nó sẽ làm gì? Tự động nó sẽ kích hoạt cái lượng bán tháo toàn thị trường đi ra, và nó mồi thêm vài con nữa. Ví dụ bên đây nó là con gì? CTG đúng không? Rồi tiếp tục bên chứng khoán là con gì? Con SSI đúng không? SSI cũng nằm rất là treo leo rồi nè, đúng không? Chỉ làm một cái ót sọt xuống thôi là đi. Tiếp tục là gì? Là con HCM, ngay đây rất là dễ đúng không? Ngay đây HCM rất rất dễ, thậm chí là mô hình vai đầu vai luôn nè. Vai nè, đầu nè, vai nè, đúng không? Thậm chí là HCM rất dễ để đi về giá 25 đúng không? Thì đó là một cái bước ngoặt nếu ở đây tổ chức quyết định là sập. Tại vì trong quá khứ thì chúng ta cũng sẽ không biết được là khi nào nó sẽ sập, khi nào sẽ lên, và ngày mai sẽ là cái ngày rất quan trọng. Vì sao? Vì là ngày mai là cái ngày hàng phiên này về, nó cái ngày bùng nổ thanh khoản về đúng không? Thì chỗ này khi chúng ta đang ở đây và nói với anh chị là chuẩn bị hành động là gì? Vì hệ thống bên quan đã chuẩn bị trước là chúng ta kỳ vọng ở đây thị trường này sẽ đi ngược tâm lý đám đông, thị trường này sẽ đi ngược lại những cái gì mà nhà đầu tư chúng ta đang nghĩ là nó sập. Tức là những lúc trước nhà đầu tư chúng ta không nghĩ nó sập, đúng không? Nhà đầu tư chúng ta nghĩ là gì? Nó phải đi lên, nó phải vượt lên 1300, vượt lên đúng không? Thì những cái phiên đó thì bây giờ xuống đây gần như không ai suy nghĩ điều đó nữa, không ai suy nghĩ đó đi lên nữa, mà chúng ta chỉ có sự tiêu cực, sự ức chế, sự thất vọng tràn trề khi mà chúng ta so sánh với Dow Jones, chúng ta so sánh với Bitcoin, đúng không? Chúng ta so sánh với tiền ảo thì chúng ta thấy thị trường chúng ta không có gì cả, đúng không? Chúng ta so sánh với những anh hàng sớm sang hai, không sang hai, không sàn của Trung Quốc nè, anh chị thấy không? Tức không? Tức chứ, anh chị nhìn Dow Jones đi, anh chị thấy tức không? Tức chứ, còn bên Bitcoin như là lên 90.000 đô rồi đúng không? Nói chung là nhìn Việt Nam mình rất là gì, rất là chán nản, rất là thất vọng đúng không? Thì trong cái sự tuyệt vọng, thất vọng đó thì sao? Thì chúng ta chuẩn bị trước một lượng hàng và hàng này nó đã về tài khoản hết rồi. Thì khi về tài khoản hết thì chúng ta sẽ chuẩn bị hành động. Đó là gì? Đó là nếu trường hợp ở đây chúng ta chiến thắng, nếu trường hợp ở đây chúng ta thành công. Tức là ở đây qua chỉ đang nói với anh chị là hệ thống khách hàng bình quan thôi nha. Được qua tư vấn kỹ các cái điểm mua, điểm bán cổ phiếu, các cái bước ngoặt, các cái gì, các cái điểm gom hàng tại những cái giá nào, chứ không qua không nói với tất cả anh chị nhà đầu tư coi kênh của mình. Vì sao? Vì anh chị không có chung một hệ thống, cũng như là gì, cũng như là anh chị nhà đầu tư chúng ta không có cùng một cái điểm mua thì chúng ta sẽ rất khó trong cái việc là có nói đúng hay sai. Thì ví dụ bên quan đi thì mới vào thì đây là các cái giá vốn nè chị không? Đó, chị thấy nè, có lỗ 1% cũng có lời gì, có lời nè đúng không? Có lời có lỗ nhưng đa phần nói chung là ham chiếu đi. Tại vì đây là giá cuối giờ thì trong phiên nó sẽ không phải giá này đúng không? Thì chị thấy nè, bây giờ chúng ta đã sẵn hàng. Thì cho nếu thị trường này tốt nó vượt lên thì chúng ta làm gì? Sẵn sàng mua giá tăng, sẵn sàng gia tăng trị trọng. Quan ví dụ với anh chị cổ phiếu ACB hiện tại đang là con khỏe nhất nhì ngành ngân hàng đúng không? Khỏe nhất nhì, gần như người ta rơi mà nó có rơi đâu. Thì con này chỉ cần xác nhận vượt lại 25 ở chỗ này đánh lên, mà có cái dòng tiền vào cỡ bao nhiêu, cỡ là 15 triệu, thì chúng ta đã có sẵn cái nền tảng đúng không? Có sẵn cái nền tảng là gì? Có sẵn cái nền tảng là hàng trong tài khoản đã lãi nhẹ tại mua khoảng 24.8, 24.85, 24.7 chẳng hạn, thì nó bùng nổ lên, chúng ta sẽ gia tăng tỷ trọng với những cái nhịp gì? Những cái nhịp đi vào thị trường lên vùng 26.x. Hàng hoàn toàn như vậy, đúng không? Hoàn toàn như vậy. Tại sao? Tại vì chúng ta đang sở hữu ACB, đúng không? Chúng ta đang sở hữu cái con mà đang tạo ra những cây nến rất là đẹp. Ở cái vùng gì? Ở cái vùng mà ai cũng chửi, đúng không? Ai cũng bán xong nó không rơi, đúng không? Hay là gì? Hay là MSB chẳng hạn, đúng không? MSB chẳng hạn, không? Khi ai cũng chê hết thì rõ ràng anh chị thấy con này nó cũng không rơi nữa, không? Nó tạo cái gap down cho sự tiêu cực cùng cực kê đây nè. Sập xuống đây nó cũng đâu rơi nữa đâu, đúng không? Thì những cái nhịp nó trở lại vùng trên là bình thường. Đó là cái trường hợp tích cực, là chúng ta sẽ gia tăng trị trọng, và từ cái đà đó sao? Chúng ta đồng ý mạnh hơn. Từ cái việc thăm dò thị trường, từ cái việc thăm dò cổ phiếu, thì chúng ta mở rộng trị trọng để chúng ta đầu tư mạnh lên với thị trường. Đây là cái bước ngoặt theo hướng gì? Theo hướng tích cực, và chúng ta sẵn sàng là gì? Sẵn sàng mua thêm, đúng không? Vậy thì nếu cái bước ngoặt theo hướng tiêu cực là ngày mai hàng về, tụi nó đạp mạnh luôn và tụi nó xác nhận là thị trường này kết thúc chu kỳ. À, không phải kết thúc chu kỳ mà là kết thúc cái ống hở á. Tức là gì? Tức là đạp luôn và bắt đầu vào cái nhịp rơi nước rút. À, rơi nước rút là ví dụ ở đây nè, anh chị thấy không? Rơi đây, ví dụ đây là rơi nước rút nè anh chị thấy không? Là rơi liên tục dồn dập trong cái thời gian ngắn nè anh chị thấy không? Rơi liên tục dồn dập trong cái thời gian ngắn, ví dụ đây nè. Đó anh chị thấy không? Rơi liên tục trong cái mấy phiên thôi rơi 100 điểm nè. Ví dụ ở đây anh chị nghĩ 1200 qua nghĩ có khi 1180 luôn là bình thường. 1170 luôn là để làm gì? Để kết thúc và rút ống hở chẳng hạn, ví dụ như vậy đúng không? Thì sao? Thì cái chỗ này nếu ngày mai vi phạm thì sao? Thì chúng ta có những cái quy tắc stop loss và chúng ta đã sẵn sàng hàng hết rồi. Chúng ta cược là gì? Là chỗ này có thể là cái phần hàng hâm dò này chúng ta sẽ thắng, thì chúng ta sẽ ăn to. Thì đương nhiên thua hay sao? Thua thì chúng. Ví dụ như trường hợp là lỗ bao nhiêu phần trăm cắt lỗ,
lỗ 3-4% thì chúng ta cắt lỗ, thậm chí không lỗ thì sao, hòa vốn thì bán cũng được. Ví dụ trường hợp thị trường nó đi rồi thì thôi bán luôn. Ví dụ anh chị thấy nè, ví dụ như là trường hợp mình đang cầm con gì, con MHB đi, đang lỗ 200 đúng không, thì ngày mai nó lũng nhiêu bán, đương nhiên rồi, đó là giá nhiêu, đương nhiên đó là giá cỡ ở đây nè 11.6, ngày mai nó mất 11.6 chúng ta hốt hàng, chúng ta lỗ bao nhiêu phần trăm, chúng ta lỗ là 1.5-1.6%, hay là con BSR hiện tại đang lỗ 1.4% đúng không, lỗ 1.4%, hôm nay BVD bán quá trời bán luôn, con này cũng nhúng xuống lại test lại đáy nè, chứ không test lại đáy rồi nè, hai đáy rồi nè đúng không, thì ngày mai ví dụ nó lụng cái đáy này là mất 20, cỡ 20.5-20.4, thì chúng ta lỗ khoảng bao nhiêu phần trăm, 2% chúng ta bán ra. Tương tự các cổ phiếu khác nó cũng như vậy thôi, là cỡ 2%-3% thì chúng ta cắt lỗ và chúng ta rút lui. Thì chị có thể nói ủa vậy thì em vào thị trường chi rồi em cắt lỗ đúng không, và nói với chị nha, thật ra đâu có gì đâu, đầu tư là chúng ta phải thử những cái lúc gì, những cái lúc nhà đầu tư khác tuyệt vọng nhất, những cái lúc nhà đầu tư khác gì thất vọng với thị trường nhất, thì chúng ta sẽ đi thăm dò một ít để chúng ta có được cái giá vốn tốt và chúng ta có được cái gì, cái hàng ở cái giá hấp nó ok nhất, chứ không phải chúng ta ngồi đây chúng ta nói chúng ta chờ là cái thị trường này nói với chúng ta là chỗ này ngon rồi em ơi mua đi, chỗ này ngon rồi anh chị vào đi, không có bao giờ đâu anh chị. Tại vì sao? Tại vì khi mà anh chị nghĩ nó ngon, khi mà anh chị nghĩ nó ok là cái lúc đó anh chị đu đỉnh đúng không, anh chị thấy chỗ này nè, khi anh chị nghĩ Tiên Phong Bank ok, khi anh chị nghĩ nó trên đây, những cái giá trên đây là những cái giá đẹp để gom thì sao, thì lúc đó anh chị đu đỉnh, lúc đó làm gì, lúc đó chắc chắn anh chị đầu tư anh chị lỗ đúng không, lúc đó chắc chắn anh chị vào anh chị lỗ, lúc đó là gì, mua là lỗ, mua là lỗ. Nhưng mà anh chị có chắc là anh chị không mua trên đây không? Rất nhiều anh chị mua trên đây đúng không? Tương tự trường hợp con đất ai cũng vậy nè. Trên đây đợt đó quăng cản anh chị, quăng kêu anh chị là từ cái chỗ này nè, không có dòng tiền vào đâu. Nhưng gần như ngày nào anh chị cũng hổ quan, mua được không em? Vào ở trên ai không em? Mua thêm ở trên ai không em? Dù mình cản anh chị quá trời cản, anh chị cũng vẫn đầu tư đúng không? Hay một cái trường hợp khác chia sẻ với anh chị rất là đau lòng nhưng cũng có. Đây anh chị nhớ MWG. Đây anh chị nhớ vào ngày 27 tháng 9 nè, tại trên đây nè, tại cái giá 67-68 khi MWG lần đầu tiên đánh gãy ở chỗ này nè, anh chị thấy không, zoom lên cho anh chị coi nè, zoom không được nha, mở qua đây MWG nha, đây nè, ngay chỗ này nè, thì cái chỗ mà sập ra chỗ trong đó quanh quanh cho anh chị nè, là chỗ này nó sập xuống nè, thì hệ thống bên mình bán hết hàng, là lúc đó bên mình nói với anh chị, mình khoe với anh chị mà đầu tư là mình đâu có giấu đâu, thì trên đây bên mình mua hàng ở bên đây nè, qua đây mình còn lời được 4-500 với cái phần hàng mới mua ở quanh giá này nè, đó là bên Quang báo anh chị cắt ở đây, là gần như là gì, là những anh chị bán tại cái giá 67-68 này nè, là anh chị đâu có lỗ đâu đúng không, anh chị ở bên dưới thì sao, à, anh chị mà vị hơi mới anh chị chỉ là gì hòa hoặc là lãi nhẹ 1-1.5%, 0.5%, còn những anh chị mà mua vị hơi cũ lại bên đây nè là anh chị lãi được 4-500 đúng không, thì đợt đó quan kêu anh chị bán sạch cái vị hơi mới và vị hơi cũ thì sao, bán 50% là cái đợt bán đầu tiên, sau đó đợt thứ hai là khi nó lũng cây này là mình bán hết cái vị hơi cũ luôn, là hai cây này là hai cái cây bên Quang bán MWG nè, nhưng mà chạy chỗ đó nha. À, thì sao, thì khi Quang báo với anh chị bán ra thì có anh chị là một khách hàng Quang kể với anh chị hoài mà đúng không, là trên đây nè, lúc đó anh chị đã mua sao và anh chị đó mình mua cây này đúng không, mình mua cây này nhưng mà anh chị đó lại mua trên đây, dẫn đến cái cây mà Quang kêu anh chị bán ra anh chị đó lỗ 0.5% đơn, vâng lỗ 0.5%, và anh chị đó nói là với Quang là gì, cổ phiếu MWG nó đẹp như vậy tại sao em lại báo anh bán cổ phiếu này và để cái tài khoản anh bị lỗ, lưu ý nha, để tài khoản anh bị lỗ thì lúc đó lỗ có 0.5% thôi, chứ không phải bây giờ qua nói với anh chị là lỗ 1-2% đâu, mà lỗ 0.5%. Cổ phiếu rất đẹp, cổ phiếu rất ok, vì sao lại kêu anh chị bán con MWG, kết quả bây giờ anh chị thấy nằm đây, từ cái giá trên đó nếu không bán tới bây giờ lỗ bao nhiêu, lỗ 11.mấy% đúng không. Rồi tiếp tục là gì, tiếp tục qua bên đây anh chị thấy nè, nó rất là đẹp, nó rất là hiên hần nè anh chị thấy không, chỗ này chết cung quá đẹp, tinh tốt ra quá trời. Bây giờ anh chị thấy như thế nào? À, qua live stream Quang cảnh báo với anh chị rất là nhiều đúng không? Cái chỗ nào mà nhìn nó đẹp á, cái chỗ nào mà nhìn nó ok á, là nó sẽ rơi, là nó sẽ sập. Tại vì sao? Tại vì nếu nó đẹp, nếu nó ok, nếu nó ngon, thì nó có cho anh chị mình ăn không? À, anh chị thấy ngon, anh chị phân tích đẹp, vậy thì ai là người bán cho anh chị để anh chị ăn, anh chị vô đó anh chị mua, đổ chức và cá mập chứ là ai đúng không? Thì đó anh chị thấy nè, thì bây giờ nó rơi, nó thành ra quan điểm của Quang là gì? Quan điểm của Quang hà chúng ta đi mua những cái điểm như thế này, chúng ta test và chúng ta cân nhắc đủ tay cọc. Ví dụ như hiện tại là danh mục này là gì? Danh mục này là hàng đang về gần đủ hết rồi đúng không? Ngày mai là về đủ hết, còn lại những cái con dưới là về đủ hết luôn á, là còn 3 con dưới đây nè, ngày mai là gì về 2 con này nữa, là nói chung là về bao nhiêu? 80%, 90%, ngày mai là về 90% luôn á, là 90% tài khoản mua mới nha. Cái những cái con ngay chỗ này từ đây từ visa trở xuống nè, tính luôn BR cũng được, thì ra trở đây xuống nè, là hàng về đủ hết. Thì bên mình tính tay cọc và tính ngay cái chỗ nào, cái chỗ rất khó khăn này, là bên mình nói là gì, chỗ này chúng ta cược một ít
Nếu hắn thì chúng ta sẽ từ đây chúng ta triển khai lên khi ai cũng chửi, khi ai cũng thất vọng. Còn nếu thua thì sao? Chúng ta đi ra. Còn hơn việc là gì? Còn hơn việc anh chị cầm tiền, anh chị thấy anh chị cầm tiền 3 tầng anh chị thấy có chán không? Anh chị thấy có bực mình không? Không, anh chị thấy là gì? Nên mua đúng không? Nên mua và anh chị thấy cứ mua vào là lỗ. Đặc biệt là con đất xanh nè, ví dụ mấy ngày trước nè, cứ mua vào là lỗ và từ đây rớt xuống đây là bao nhiêu phần trăm? Từ đây rớt xuống đây là -8% đúng không? Tiếp tục anh chị thấy CTG nè, mấy ngày trước là anh chị thấy ngon trên đây đúng không? Thì cái việc chúng ta thấy ngon á thì mới sập nè anh chị thấy đúng không? Tức là gì? Tức là khi chúng ta cầm tiền á, chúng ta sẽ bị rất là nhiều cái vấn đề cám dỗ phải mua, phải vào, mà thường cái con chúng ta mua chúng ta vào nó sẽ không lên, mà cái con là gì? Cái con á mà nó kéo mồi ở bên trên, ví dụ như là gì, ví dụ anh chị thấy con HAH nó kéo mạnh không, thì thật ra chỉ có con này nó tăng mạnh trong cái ngành cảng thôi, nhưng anh chị nhìn kỹ lại mấy con cảng khác nó có tăng đâu đúng không? Đó là gì? Tức là cái con này thì giữ không ai, không ai bao nhiêu, anh chị giữ đa phần anh chị phải đua cao thôi, còn lại là gì, anh chị sẽ không giữ mà nó sẽ kéo những con khác đúng không? Đó, ví dụ như cái nhầm nó kéo con này, những con khác anh chị lao vào thì dẫn đến là gì, dẫn đến là chúng ta sẽ kẹt hàng lại đúng không? Chúng ta sẽ thấy ngon hoặc là chúng ta sẽ thấy cám dỗ ở một cái chỗ nào đó. Nói chung là rất là nhiều cái hữu hực trên thị trường này để khiến anh chị phải mua vào cổ phiếu ở giá cao, phải mua vào cổ phiếu khi anh chị thấy hàng khác nó ngon hơn, hàng khác nó ok hơn. Mà giống như cái tiêu đề video cách đây nè, rất rất cám dỗ, dòng tiền lớn ở đâu, cách đây 4 ngày 3.600 người coi, anh chị thấy video này không? Thì hôm đó Quang cũng có nói với anh chị về cái vấn đề đó. Tức là gì? Tức là bây giờ ngồi đây nè, khi anh chị thấy thị trường này nó tiêu cực, khi anh chị thấy mọi thứ nó tiêu cực đúng không, thì anh chị sẽ không có cảm giác được cái cảm giác cám dỗ đó. Nhưng mà anh chị phải nhớ lại giúp Quang hơn, rất cố gắng nhớ lại giúp Quang đi. Cách đây 3 ngày, tức là tuần trước, bữa thứ năm, bữa này nè anh chị thấy cám dỗ không? Cám dỗ kinh khủng khiếp luôn đúng không? Cổ phiếu nó tăng 300-400%, nó tăng 100-200% quá trời luôn, nhưng mà vừa lao vào mua lỗ, vừa vào là mua lỗ, vừa lao vào mua cắt lỗ đúng không? Anh chị nhớ những cái phiên này nè đó. Thì bây giờ qua đây nè, ở chúng ta sẽ không thấy được cảm giác đó. Thì qua nói với anh chị khách hàng mình quan đó là gì, thay vì chúng ta ngồi ở ngoài chúng ta cám dỗ, chúng ta đua đại, xong đó chúng ta cắt lỗ, chúng ta lỗ, chúng ta kẹt quá trời kẹt luôn, thì đơn giản thôi, chúng ta sẽ đi mua một cái danh mục là gì, leader. Đây là danh mục hàng leader luôn nha, những cái con lớn trên thị trường. Với chỗ thấy Masan có phải lớn không? Chắc chắn là lớn rồi. Hòa Phát như thế nào? Chắc chắn là lớn rồi đúng không? MBS, MSB, VCI đồ đó toàn là cổ phiếu rất lớn trên thị trường không, thì chúng ta chấp nhận, chúng ta mua ở những cái giá như thế này và chúng ta tính toán tay cộng. Nếu thành công thì sao? Thì từ đây chúng ta triển khai và bước ngoặt chúng ta là gì? Bước ngoặt chiến thắng. Bước ngoặt chúng ta là gì? Là bước ngoặt thành công. Còn nếu thất bại sao? Thì chúng ta sẽ là sự thất bại thôi đúng không? Là chúng ta sẽ lỗ 2-3% chúng ta đi ra, nhưng cũng chỉ là lỗ 2-3% thôi đúng không chị? Thì đó là những cái điểm qua muốn chia sẻ với anh chị trong buổi tối bản tính toán ngày hôm nay. Đó là gì? Đó là thị trường chúng ta chuẩn bị bước một cái bước ngoặt lớn rồi. Một là đi lên, thì khi nó đi lên làm gì? Thì gia tăng tỷ trọng và mua tiếp giúp Quang, đơn giản thôi. Vì sao? Vì những cái lúc này nè, nó đi lên á, chúng ta sẽ thấy có một cái hiện tượng đó là gì? Đó là tăng trong nghi ngờ đúng không? Tăng trong nghi ngờ thì sẵn sàng chúng ta sẽ mua thêm bình thường thôi, tại vì mình đã có sẵn nền tảng, mình đã có sẵn ok. Đây qua chưa đề cập tới anh chị là danh mục trung hạn bên này nữa đúng không? Thì những cái danh mục này bên mình sẽ gia tăng tỷ trọng lợi, gia tăng tỷ trọng lợi để làm gì? Để chiến hết mình cùng thị trường và ăn thật nhiều khi thị trường này sao? Ăn thật nhiều khi thị trường này nó tăng giá đúng không? Nó tăng trong sự nghi ngờ. Còn lúc nào á mà anh chị mình thấy ngon, lúc nào anh chị mình thấy ok thì bán ra và đi ra đúng không? Đó là nhịp mới. Còn nếu thất bại thì sao? Thì đó, và nói với chị rồi, ngày mai chỉ cần mà nó quyết tâm, nó dùng cái hàng của nó, cái cổ phiếu của nó để ra nó đạp, và kết hợp với cái hàng về của ngày hôm kia đúng không? Hàng về của ngày hôm kia đúng không? Thì chấp nhận thôi, đó là lỗ 2-3% và rút lui, cầm bớt một phần tiền ra. Tức là lúc đó chúng ta cầm 70% tiền, 100% tiền từ đỉnh đi xuống, sau đó chúng ta giải ngân một phần ngay đây. Tức là mình cầm 70-100% tiền từ đây đi xuống đúng không? Thì mình giải ngân một phần ngay đây, thì nếu ngày mai thất bại, bán hết cái phần vừa mua ra và tiếp tục ngồi xuống đây chờ tiếp cũng chả bị gì cả đúng không? Rồi ok anh chị nha, hôm nay các bạn tin tối và muốn chia sẻ với anh chị cái điều này để chi, để chúng ta sẵn sàng các cái kịch bản cho ngày mai, chứ không có việc gì chúng ta phải là gì tiêu cực quá mức, tại vì đôi khi chúng ta tiêu cực á nó mới lên đúng không? Chị thấy trong này nè, khi nó rớt xuống nè chị thấy không, cây này rất mạnh đúng không? Sau đó làm gì? Sau đó vào đây nó dí cho anh chị 2-3 cây nè đúng không? Chúng ta cái lên lại đúng không? Cái lên lại mới hay ngon, đu vào nó sập, vậy biết đâu bên đây lên lại sao? Sao nó bị đu ngang đây sập sao ấy được đúng không? Nói chung là thị trường này nó hăng hà sa số các cái gì, các cái kịch bản, nên chúng ta chỉ ngồi đây chúng ta làm sao cho nó phù hợp nhất, gọi là làm sao cho nó đỡ lỗ nhất. Ví dụ như bình thường mình mua đại đi thì chắc chắn mình sẽ lỗ rất là nặng. Ví dụ anh chị thấy quan việc quan kêu anh chị mình mua visa cách đây mấy ngày không? 2 ngày trước đúng không, là bữa thứ 6 với bữa hôm qua. Bữa thứ 6 với bữa hôm qua là hệ thống mình quan đi nhặt visa chỗ này nè, những cái giá hấp nhất ở đây nè, thậm chí hôm qua mua vẫn lời rất là ok đúng không? Thì mình mua ở đây nè, thì khi anh chị mình mua sớm ở chỗ này chị được cái gì? Đó là khi cổ phiếu nó nổ lên chị không phải gia tăng, anh chị không phải mua mới đúng không? Thì khi nó nổ lên thì sao?
anh chị có thể giữ, anh chị vẫn lời bình thường, anh chị chốt ra cũng ok, nhưng anh chị giữ cũng ok đúng không? Bây giờ anh chị giữ vẫn ok, nhưng được một cái anh chị không cần phải đu lệnh. Và khi anh chị không cần đu lệnh thì hôm nay đạp lại anh chị có lỗ không? Đâu lỗ đâu đúng không? Thì đôi khi những cái chỗ này nè, chúng ta làm gì, một cái câu mà quan đọc truyện qua đọc tiểu thuyết qua thấy nó rất là hay, đó là gì? Đó là những cái giai đoạn nó khó khăn này của thị trường á, chúng ta trải nghiệm với nó một tí, chúng ta trải nghiệm với nó bằng những cái này, sau đó chúng ta suy luận, chúng ta phân tích đó, để chúng ta thử khách với nó. Nếu thành công chúng ta sẽ giỏi hơn rất nhiều, còn nếu thất bại chúng ta cũng sẽ biết được rất là nhiều cái mèo, rất là nhiều cái hữu hực, rất là nhiều cái gì, cái bàn tay vô hình ở phía sau nó thao túng như thế nào, nó làm giá như thế nào, để chúng ta rút kinh nghiệm. Ví dụ anh chị nhớ gần đây chúng ta có cái bàn tay vô hình làm con đất xanh đúng không? Đó thì chúng ta sẽ rút được rất là nhiều cái kinh nghiệm trên thị trường này, để những nhịp sau thật ra chúng ta chỉ có phải trả giá một tí xíu thôi, không? Nhưng mà những nhịp sau chúng ta lại càng giỏi hơn với thị trường, với cổ phiếu. Nhưng mà đôi khi chúng ta đứng ngoài, chúng ta sẽ không bao giờ trải nghiệm được cái cảm giác này. Và sau này đôi khi nó sẽ đến cảm giác này một lần nữa. Ví dụ qua chỗ này, ví dụ qua chỗ này, ví dụ qua chỗ này, ví dụ qua chỗ này. Nhưng lúc đó lỡ như chúng ta lại tự tin thì sao? Ví dụ ở những chỗ này thì có nói thiệt với anh chị nha, những cái bài, những cái mẹo mà khi anh chị trải nghiệm con đất xanh, anh chị trải nghiệm cái con đất xanh cách đây mấy ngày đúng không, là nó xuất hiện đầy đủ qua tất cả cái đỉnh này. Nhưng thật sự khi kể không ai tin đó. Kể không ai tin đó. Không ai quan trọng đó. làm gì có cổ phiếu khỏe lắm mà em đúng không? Thì đó, trải nghiệm thử mới biết. Thì những giai đoạn này nè, thật sự là đầu tư phải nên trải qua thì chúng ta mới ok được. Chứ thật ra đôi khi thì chúng ta bỏ qua thì móc vào thì chúng ta vẫn là một trang giấy trắng thôi nha. Rồi ok, hôm nay video bản tin của Quang tới đây là kết thúc. Thì nếu anh chị muốn đồng hành cùng hệ thống Nhật Quang Channel đi theo những cái siêu lần, những cái phân tích theo VA, theo cung cầu và tâm lý kỹ thuật hành vi này, anh chị có thể nhắn tin ngay với trợ lý Như Hảo và trợ lý Trung Vi. Quang không có bao giờ nói với anh chị là đầu tư là cam kết lợi nhuận, nhưng Quang chỉ nói với anh chị là gì, đầu tư với hệ thống bên Quang, lãi là lúc nào người ta lãi mình cũng sẽ lãi. Nhưng khi lỗ thì sao? Cái này mới quan trọng nha. Là người ta lỗ full, người ta lỗ rất lớn, và người ta lỗ không thể bán à, thì bên mình sao? Chỉ lỗ và lỗ nhẹ nhất ha. Lỗ thì vẫn lỗ thôi, nhưng mà bên mình nói với anh chị là lỗ nhẹ nhất. Lỗ là lỗ ít nhất so với người khác. Để làm gì? Để chúng ta cầm ra được cái khoản tiền to nhất, để chúng ta tiếp tục thử nghiệm làm lại, thử nghiệm làm lại, trải nghiệm với thị trường lại. Tới một lúc nào đó chỉ cần chúng ta hắn được một điều, hai điều là chúng ta sẽ lớn lời lất rất là lớn. Ví dụ như hệ thống bên mình đều có đúng không? Rồi đây nhất chúng ta có điều MBS đúng không? MBS nè. Rồi nhất chúng ta có điều MBS, bên đây gồm cả quyền và cổ tức luôn. À, quyền nha, quyền và mua mới luôn. Tiếp tục chúng ta có điều gì? Chúng ta có điều MSB là gần đây nhất nha. Gần đây nhất chúng ta có hai điều này đúng không? Mua dưới đây ăn quyền, ăn cổ tức, ăn lớn quá trời lớn luôn đúng không? Sau đó trước đó chúng ta có điều CSV mua dưới đây đúng không? Mua tốt dưới đây nè, lên rồi đúng không? Lên lời quá trời lớn luôn. Trước đó nữa thì chúng ta cũng có những điều khác, ví dụ như RVR, hiện tại RVR vẫn còn đang giữ 500 hàng nè. Mua từ tốt ở dưới đây hồi đầu năm tới bây giờ vẫn giữ đúng không? Đó là đầu tư á, miễn anh chị tồn tại, anh chị thử nghiệm, anh chị tìm ra những cách á, là từ từ anh chị sẽ càng lúc càng giỏi, càng lúc càng ok với nó. Và chỉ cần chúng ta có một lần may mắn, hai lần may mắn chúng ta sẽ sống qua, chứ không cần nhất thiết lúc nào anh chị cũng phải là gì, hắn lớn, hắn tuyệt đối lớn. Ví dụ như anh chị nói tiếc quá không có VTB, nhưng anh chị có bao giờ suy nghĩ để người ta có được cái con VTB này nè, người ta phải lỗ 6-7 con không? Tại vì làm gì có ai mua on-in được đúng con VTB. Người ta khoe với anh chị là người ta chỉ khoe cái lệnh người ta mua con VTB thôi, chứ người ta có khoe với anh chị cái lệnh người ta đang đu đỉnh HCM không? Có người ta có khoe với anh chị cái lệnh HCM không? Người ta có khoe với anh chị cái lệnh đang đu đỉnh STB không? Làm gì có ai khoe với anh chị những cái đó đúng không? Làm gì có ai khoe với anh chị cái này? Tức là đôi khi anh chị đều biết mà, một cái hệ thống lớn giải ngân chắc chắn phải 5-7 cổ, 7-10 cổ là chuyện bình thường. Để anh chị không gom chung một cổ phiếu, anh chị không vào chung một cổ phiếu đúng không? Để chim tao chẳng hạn đúng không? Thì nè, VHM nè, thì người ta mua 5-7 con, 7-10 con đúng không? Thì kiểu gì cũng sẽ gì? Trúng một con lớn, một con lời lớn là chuyện bình thường đúng không? Trúng một con lời lớn và người ta chỉ khoe với anh chị một con đó thôi. Trong khi cả chục con khác, người ta lỗ hết sạch, người ta lỗ quá trời lỗ luôn, người ta giấu đi thì làm sao anh chị mình biết là gì? Là đầu tư trên, là đầu tư là chỉ có màu hồng thôi, đúng không? Đó thì cái đó là những cái chia sẻ của Quang, thật sự có nói với anh chị như vậy đó nha. Rồi ok, hôm nay tới đây thôi. Chúc anh chị một buổi tối vui vẻ và tốt lành bên gia đình. Hẹn anh chị trong buổi livestream nha. Và hy vọng là gì? Hy vọng là ngày mai thị trường chúng ta sẽ đi theo cái bước ngoặt lớn, bước ngoặt gì? Bước ngoặt là bùng nổ, tăng lên lại trong sự nghi ngờ và ngỡ ngàng ngơ ngác của nhà đầu tư. Còn nếu mà sập mạnh thì sao? Thì thôi mai bán đúng không? Mai bán đây, đây anh chị cứ trừ hao xuống đi, cỡ 1-200 cắt lỗ nha. Cứ cái danh mục này nè, cứ trừ hao xuống cỡ 1-200 là cắt lỗ. Rồi ok nha anh chị. Rồi ok, xin chào anh chị nhà đầu tư.